chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với channel của Chiến Đấu Mobile. Và trong video này thì mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cái sản phẩm, đó chính là chiếc máy xay sinh tố cầm tay đến từ thương hiệu Vinlo. Và như các bạn để ý thấy thì dạo gần đây mình và chị Ánh đã review rất là nhiều sản phẩm đến từ thương hiệu đây rồi. Và đây cũng là một cái tin mới trong hệ sinh thái của Xiaomi. Đây, và sau khi mở cái nắp hộp ra thì ở cái phần nắp trong này nó có một cái hướng dẫn nhanh cho các bạn luôn. Nếu mà các bạn không đọc được tiếng Trung thì chúng ta có thể nhìn hình để mà xem cái hướng dẫn để đọc như thế nào. Rồi, và đầu tiên thì nó sẽ có một cái sợi dây cáp cổng micro USB. Đây, ây da, gì đây? Và đây là cái phần nắp này. Ồ, lại một cái nắp nữa. Ồ, và đây là cái thân máy của mình. Rồi, để mình cất cái hộp vào đây. Đây là toàn bộ sản phẩm bên trong hộp của chúng ta có được, bao gồm một cái động cơ, cái thân dưới của máy này, và một bình chứa và kèm theo hai cái nắp. Và đây là một cái nắp để mà chúng ta để đẩy cái bình chứa lại, còn một cái phần nắp còn lại để mà chúng ta đẩy cái phần động cơ lại, để khi mà các bạn tháo rời hai cái bộ phận này ra và chúng ta bỏ vào trong ba lô hay là túi xách để mang đến nơi làm việc hoặc là trường học ấy, thì nó sẽ không làm hư hại những cái đồ đạc mà mình để ở trong, cũng như là ảnh hưởng đến cái lưỡi dao của nó nữa. Và đây là cái cọng cáp mà nhà sản xuất đã cung cấp để cho chúng ta sạc cái phần thân dưới cũng như là cái phần động cơ của cái chiếc máy xay sinh tố này. Bởi vì cái chiếc máy xay sinh tố này nó không có sử dụng nguồn điện trực tiếp, mà các bạn chỉ cần sạc nó ở cái cổng đằng sau này này. Nó được bọc lại bằng một cái lớp silicon khá là dày, nên là khi chúng ta vệ sinh đó, thì cái việc vệ sinh cũng rất là dễ dàng nữa. Các bạn không lo nó bị thấm nước ha. Thì đây là cái nơi mà để chúng ta sạc vào này. Chỉ cần kết nối với cái nguồn điện, rồi chúng ta có thể sạc bằng cục sạc dự phòng cũng được nữa. Mà khi sạc thì ở đây nó sẽ nhấp nháy một cái đèn màu trắng như thế, và khi sạc xong thì cái đèn màu trắng nó không nhấp nháy nữa. Rồi, và mình sẽ nói về cái thiết kế của cái chiếc máy này ha. Và một trong những lý do mà mình chọn mua cái bộ sản phẩm này, bởi vì nó có một cái kích thước khá là gọn nhẹ, và cái dung tích của nó cũng vừa đủ để cho mình sử dụng một ngày dài nữa. Với cái dung tích bình chứa là 350ml, nên là sẽ cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng khi mà chúng ta xay một ly sinh tố ra để mà uống. Và cái chiều cao của cái thân máy cộng luôn với cái bình chứa ấy, thì nó chỉ bằng một chai nước suối thôi. Và cái trọng lượng của nó là 522g, cũng tương đương với trọng lượng của một chai nước suối khi mà chúng ta mang theo bên mình. Nên là rất là tiện khi mà chúng ta bỏ vào trong ba lô này, bỏ vào trong túi xách này mà chúng ta đem đến nơi làm việc. Và cái cách sử dụng của nó cũng vô cùng dễ dàng nữa. Khi mà các bạn cho vào đây những cái loại thực phẩm mà mình muốn uống ấy, thì chúng ta chỉ cần vặn lại. Và khi mà cái đèn nhấp nháy một lần rồi á, thì nó sẽ báo hiệu là đã chặt rồi. Thì mình bắt đầu nhấn đứt vào cái phần nút ở đây để mà cho máy hoạt động, và mỗi lần hoạt động như thế thì nó sẽ hoạt động trong 5 giây. Và với cái dung lượng pin là 2000 mAh thì chiếc máy này có thể hoạt động từ 25 đến 30 lần đối với một cái lần sạc pin đầy như thế. Và hơn thế nữa thì sản phẩm này nó có trang bị cái tính năng là ngắt mạch điện tự động, hoặc là nó sẽ cảm thấy là trong thân máy, trong cái bình chứa không có cái trọng tải, tức là không có bất cứ một cái gì trong đây thì nó sẽ không có hoạt động. Ok, và để cho mọi người thấy được cái công dụng của chiếc máy này thì mình sẽ thực hiện cái phần trải nghiệm ngay trên bàn của mình luôn. Và ở đây thì mình sẽ có một cái cây thanh long và một vài viên nước đá. Đây mình sẽ bỏ một cái phần thanh long vào trong. Đây mình sạc nha. Mình chỉ thích ăn thanh long xay không thôi, tối thì mình cũng chỉ thích không thôi, mình đã béo lắm rồi, mình không thích uống sữa hay là đường gì hết. Ok, thì mình khuyên các bạn nhiều là khi mà mình xay thì mình chỉ nên để thực phẩm và các loại khác nó nằm ở cái mức là 2/3 phần khóc thôi, để mà cho nó có cái thành công để mà làm việc ấy. Nếu chúng ta bỏ đầy quá thì nó sẽ không có cái chống để mà xay sinh tố được. Và khi mà lắp xong chúng ta sẽ cho cái phần nắp này vào, chúng ta lắp chặt lại. Và khi chúng ta lắp chặt rồi thì cái đèn nó lúc buồn nó sẽ nhấp nháy, và vì chúng ta là cho nó hoạt động xay thôi. Đây là mình sẽ giấy bước 2 lần
xay cho thanh tre nó sẽ tự tắt. Và đây là cái phần sinh tố mình đã xay xong nè, thì mình chỉ xay một cái thôi. Mình sẽ áo phần ngoài ra. Nếu mà khi mà các bạn có văn phòng ở trong công cộng của mình không có tiện để mà vệ sinh đó, thì chúng ta có thể dùng cái nắp này để mà đậy lại. Thì cái thực phẩm bên trong á không có tràn ra bên ngoài, thì về nhà mình có thể được kỹ hơn. Rồi, và như các bạn đã thấy thì khi mà cái máy hoạt động đó, thì cái ồn của nó không ảnh hưởng quá nhiều đến người xung quanh của mình, và cái thời gian hoạt động của nó cũng vô cùng bình thường luôn. Thay vì chúng ta chờ cô bán hàng lấy nước đá, lấy trái cây rồi đổ vào, rồi xay lên rồi trộn nữa, thì nó mất khoảng 5 phút. Thì thay vì bạn chúng ta có thể đứng tại chỗ mà ở mọi nơi với thao tác là những đứt một lần thôi, thì nó sẽ xay cho chúng ta một cái ly sinh tố của dưỡng như thế này. Và dưỡng này nó như thế thì mình nghĩ là một ly sinh tố thì chúng ta là điều không thể tuyệt vời hơn. Và nếu các bạn có nhu cầu sản phẩm là xem thêm những cái thông tin khác, thì các bạn hãy click vào link bên dưới của bạn video, và đừng quên nhấn một nút like và subscribe cho kênh Đồng Chí Thành Mobile.